Hello, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Chào mừng các bạn đến với game Case Animationic. Thì game này là một game dạng mình nghe nói là nó dạng như là Final Freddy. Dạng như vậy. Như Final Freddy thì nhưng mà nó kiểu như là nó ảo hơn tí. Đừng quên đeo tai nghe cảnh báo. Fuck, mình đã đọc xong đâu. Có vẻ như là mình đã ngủ mất. Bây giờ giữa đêm rồi. Mày ngủ đến đúng không giờ luôn. Mình nên kiểm tra ngoài, nhặt cái đèn pin. Nhìn cho đến khi nó hiện ra cái đây, cái đèn pin ở đây à? Đây. Thì mẹ thì mình không nhận được ở đây. Alright, mình nhìn thấy cái bàn rồi. Bên này số hơn xem. Plastic levels mẹ. Máy tính bảng. Ok. Phải có 800. Chín hai phần trăm. Mình nghĩ là Ben đã tuần thay bờ thơ thân ít ọp tuần giờ map on the office room stay 7. No singer. Giờ mình phải độ phộng đèn có những như không ấy. Tối vậy. Gì đây? Nhặt được. Hay là tại mình thì mình bật sáng đèn tí. Có cái camera ở đâu không? Find the control room và turn off the night, turn on the night. Control room à? Oh fuck. Control room là cái phòng nào nhỉ? Má nó cái map này rộng và lờ đấy, tôi biết rồi được. Hết pin. Phòng này phòng nào? Làm gì được ở đây không? Cho tôi hỏi, có pin nào ở đây không vậy? Tôi thèn tối tăm và lờ đó. Thì mở đèn nó còn nháy nháy nữa chứ. Thì đây 1-3 zone beat shop. Ben Rainy, vấn đề là phòng làm việc của mấy bọn này thì phải. Alan Gate, ở vậy mình tên là Alan Gate à? Đây về chắc lên cửa ra đây. Mình mở được cửa rồi phải không? Nó tối vậy. Control room. Control room chỗ nào? What? Đi đâu đấy? Đó từ từ đã. Bật nguồn lên coi. Các bạn mình nhìn thấy nó 92% không? Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Có vẻ như là đây là phòng hội đồng.
Một tịt. Đáng nhẽ vừa nãy mình nên nhìn map. Chưa đòi nóc. Có hai năm thịt mẹ. Mình gặp nhiều cái trường hợp đòi nóc cực rồi, mình không phải no. Không có gì đây cả. Địt mẹ. Quay về chỗ cũ à? Một linh ba zone bishop. Mấy cửa này chắc cũng chẳng có gì mở đâu. Đóng mở linh tinh quá giờ chứ. Dead. Holy shit. International room. Fuck room. Oh my god. Hành năng rộng vãi nồi. VKC, VKC chắc không có gì nhỉ? Sao có cái phòng ngay cạnh VKC nhỉ? Như thế nào nhỉ? Đèn mày đừng có nháy nữa đèn ơi. Chắc cửa nào cũng khóa. Ô kìa 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 kìa. Anh gì ơi, bình tĩnh anh nhé. Em đều nó nằm đây trước rồi hay là có nên mình để anh ấy ngủ. Tôi phải làm gì bây giờ? Nó ở chỗ B7 mà mình chả biết B7 nó chỗ nào, đùa. Sao mà nó lại ô mình vừa nhấn cái gì ấy, nó thành cái này. Tôi không mình long tham lần cuối chúng ta gặp nhau. System phong mỹ trả tiền nó. Cố gắng và tìm chúng xong để chúng sẽ thật bạn Sito. What happened to the light? Okay. Đấy là vũ. Gì đây? Chắc mình không đọc đâu. Đọc xem nào. Postman mà ai mà đây rest of my night start with summer bắt đầu mùa hè lớn và chạy cái mobile animatronic kit. Tóm lại mình nghĩ nó không quan trọng lắm cái phòng nào nó khóa vậy thì chịu còn gì nữa. Phẳng cái tim nó cứ đập là mình rung hết người này thầm mà hay rồi. Có gì kia kìa. Sao lần trước tôi không thấy. À đây là ngày xây rất. Ai hay là đếp. Tôi đã hẹn hò với Emma rằng dịp sinh nhật và nó thật tuyệt vời.
Em thích hơn pizza. Sao lúc nào là pizza ấy nhỉ? Mình không thích pizza là lắm. Bởi vì là nó là mấy cái cửa khóa này chắc không không dùng đến đâu nhỉ. The dressing room chắc là phòng giặt phòng. Oh. Mình sẽ thích mình. Từ đã. Chết rồi. Có một lần tỉnh dậy nào lại ở chỗ khác như thế. Gì đây? Ghi mà. Căng thẳng vào lờ đó. Mày làm tao giật mình đấy. Kìa. Ở đây này. À, vừa nãy mình đi đây rồi. Điện thoại mình nóng quá. Ở đây có một cái chi tiết quan trọng nhất là mà mình không để ý tới, đó chính là cái đây. Khu B7 nó nằm ở kia mà mình thì đéo để ý cái bản đồ này. Bây giờ mình đang ở khu B1 rồi, mình phải chui ra khu A1, sau đó cái cửa khu C1 phải chạy sang khu B7. Nhưng nó ở khu B7 mà có phải không? Tìm sự co đe trong đến khu C2 ở kia. Khu C2 ở trước kia con anime cho nick chặn rồi. Mình phải đến khu D2 à? Ok, bắt đầu đây. B1. Ok. Ở đây là nhỉ. Tính đây là khu A1 này. Tắt đi rồi tốn pin. Đây. Lên đây. Sang bên này. Địt mẹ mày. Vậy đây, đây là con room đây. Vậy thì mình phải tìm cô đe ở nó. Cô đe nó ở đâu thì mình cũng chưa biết. Fuck the hole. Chặn bố rồi còn đâu. Easy.
Tốt nhất đóng cửa vào. And turn it on. Ok, trong phòng này thì mình không phải no rồi. Ok. Đây. Sao từ từ đã, có cái gì bàn nhặt đã. Everything ok, ngon rồi. Ok, mình đã tìm được cái Physical Second Electrical Partner. Find the second electrical partner. Mình đi. Với cơ bản là chúng ta phải tìm cái bảng điều khiển điện tiếp theo ở đâu. Thứ hai à? Không phải là mình phải tìm cái phòng điều khiển thứ hai à? Vậy thì mình nghĩ là nó ở chỗ điện xuống nhanh như chó ấy. Điện nó xuống nhanh vãi. Đi. Kệ mấy cái kia đi, không quan tâm nữa. Sáu tám phần trăm trong khi các bạn nhìn thấy cái màn hình điện thoại nó 92% kìa. Answer the phone vậy à? Mình vừa nhìn cái gì đấy? À, mình đang xem C1. Ok. Điện thoại đâu? Que điện thoại. Điện tắt rồi. Lỗi game à? Happy à? Đéo nhìn gì cả. Mình nhớ phòng mình ở đây. Chỗ nhìn nào đấy. Đây alarm kia. Giờ đi cái đèn pin nó hoạt động được rồi. Không, cái vấn đề của tôi hiện giờ là cái answer the phone ở đâu cơ. Vấn đề là cái phone đấy ở đâu. Điện xuống nhanh như chó vậy.
Phone nào? Ơ, mình nhớ là trước mình vào được phòng này mà. Con đấy nó biến mất rồi. Còn nhớ được gì nữa không? Cô có thích cái món quà của tôi không? Cô thích nó à? Đéo thích đâu. Ai lắp? Inox Chrome. Find the key card in the locker room. Follow the door, blue indicator. Ông đang nút, ông đang nút. Anh đang nút nào? Nãy giờ tôi chả nói được cái gì cả. Tự nhiên mình chẳng nghe cái gì nhỉ. Ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hôm nay các bạn trong tập sau của trong những video tiếp theo của mình. Ok, mình căng thẳng quá. Quả đấy tự nhiên chết. Checkpoint. Không được mua video. Quả đấy đáng nhẽ mình định tắt đèn nhưng mà sau đó tự nhiên nó bị mình chạy ra ngoài. Điện thoại VNG. Đi mẹ nhìn hãm mồm đấy. Thầy đéo phải dâu diễn thời gian. Nên đi nào. Phát nổ được kìa. Vậy là chúng ta là có hai mạng nhờ việc xem video. Ơ kìa, ai như cô thắm. Điếu nghe gì?
Ồ, vẫn nó phải bắt mình. Vẫn đấy, lúc mình chạy vội quá mình không để ý đến cái phòng này. Tiếng chân của nó. Quy vô cực. Đi chưa? Ok, vậy là xin chào tất cả các bạn, hôm nay các bạn trong tập sau của những video tiếp theo của mình. Bây giờ xin chào tất cả các bạn. Bạn trong video tiếp theo nì này. Hỏa hỏa nì dương. Ok. Vậy là bạn nào muốn chơi thì hãy nên set play chơi, bởi vì trò này nó miễn phí thì bạn mình cũng giới thiệu cho mình muốn chơi đâu. Thôi nhá, nghỉ nhá, không chơi nhá.